Tôi đã tham gia một cuộc thi tử thần. Những học sinh không tuân thủ quy tắc, đầu sẽ bị nổ tung. Rất đáng sợ. Giáo viên giám sát sẽ không giúp bạn. Chỉ cần bạn trả lời sai câu hỏi, họ sẽ vặn cổ bạn từ phía sau. Hãy sống theo quy tắc trong trường học. Tôi mở mắt ra. Trước mắt tôi có một xấp giấy thi. Tôi thấy mình đang ngồi ở bàn học. Trên bục giảng có 3 giáo viên giám thị. Tôi nhận ra mình đang tham gia kỳ thi tuyển sinh năm mới của học viện. Dưới bài kiểm tra có một ghi chú. Tôi cúi đầu nhìn xem quy tắc thi được in trên tờ giấy đen. Một, thời gian thi là 90 phút. 2. Tối đa 100 điểm. 3. Xin vui lòng trả lời bằng bút màu đỏ. Giáo viên giám thị chỉ thích màu đỏ, không thích màu đen. 4. Xin vui lòng giữ cho phòng thi yên tĩnh. Thí sinh không được nói chuyện trong kỳ thi. 5. Bài thi được chia thành 3 dạng. Câu hỏi trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, câu hỏi phán đoán. Mỗi dạng câu hỏi 30 điểm. Bạn có thể hỏi giáo viên giám thị câu trả lời cho một trong những câu hỏi. Nếu chọn đúng giáo viên, họ sẽ giúp bạn trả lời. Chọn nhầm giáo viên để hỏi sẽ bị xem là gian lận. 6. Bạn có thể nộp giấy trắng. 7. Sau khi nộp bài thi, giáo viên giám thị lập tức sửa bài tập. 60 điểm sẽ đạt yêu cầu, vượt qua kỳ thi mới có thể rời khỏi lớp học. 8. Khi rời khỏi phòng thi thì xin vui lòng chào giáo viên giám thị. Phía sau tờ giấy được viết 3 dòng chữ bằng bút màu đỏ. Tôi xem xong sững sờ. 1. Xin vui lòng trả lời bằng bút màu đen. Chữ viết màu đỏ sẽ khiến giáo viên giám thị phát điên. Tin tôi đi, bạn sẽ không muốn thấy bọn họ nổi điên đâu. 2. Có một câu hỏi được ẩn giấu. Nếu phát hiện và trả lời, sẽ có manh mối cho quy tắc thứ 3. 3. Người cuối cùng nộp bài sẽ bị phạt. Trong 3 gợi ý sau, gợi ý thứ nhất mâu thuẫn với quy tắc thi thứ 3. Tôi nên tin cái nào đây? Trên bàn học có 2 cây bút, một đen một đỏ. Tôi quyết định tạm thời chưa đưa ra quyết định. Tôi nhìn vào bài thi. Trên bài thi tổng cộng chỉ có 3 câu. Chữ viết được sử dụng trong mỗi câu hỏi là khác nhau. Dường như đây không phải là chữ viết. Tôi cảm thấy mình căn bản không thể trả lời được. Mắt tôi liếc sang quy tắc thứ 5. Rất rõ ràng, câu hỏi kiểm tra thực sự là khả năng chọn giáo viên. Nhưng 3 giáo viên này có vẻ không bình thường lắm. Tôi nhìn về phía giáo viên giám thị trên bục giảng. Một người đàn ông và 2 người phụ nữ đeo thẻ căn cước trên ngực. Họ là giáo viên Thúy Hoa, giáo viên Tâm Nguyên, giáo viên Trần. Biểu cảm của họ rất kỳ lạ. Nhìn tất cả học sinh trong lớp một cách vô cảm. Nhìn qua không tìm được manh mối gì, tôi chỉ có thể yên lặng quan sát và chờ người khác đưa ra lựa chọn. Trong lớp học này, tổng cộng có 10 mấy học sinh tham gia thi. Vì tuân thủ quy tắc thi, nên cả lớp học yên tĩnh đến đáng sợ. 10 phút chậm rãi trôi qua, một học sinh giơ tay. 3 giáo viên giám thị nhìn anh ta, giáo viên Thúy Hoa. Học sinh yêu cầu một trong 3 giáo viên giám thị giúp đỡ. Sau một tiếng rắc, đầu của học sinh này bị nổ tung. Bộ não bay ra ngoài. Trong phòng thi cần giữ yên tĩnh, giáo viên nhấn mạnh quy tắc thứ 4. Học sinh đó đã vi phạm quy tắc thi thứ 4, cái giá là cái chết. Thi thể học sinh vừa bị giết nằm trong phòng thi. Các học sinh còn lại có biểu cảm khác nhau, sợ hãi, cổ quái, bình tĩnh, thậm chí còn có người phấn khích. Một lúc sau, có một học sinh khác giơ tay. Cậu ta không nói gì, chỉ giơ tờ giấy trong tay, trên đó viết giáo viên Thúy Hoa. Cậu ta cũng chọn giáo viên Thúy Hoa. Giáo viên Thúy Hoa đi tới và nhìn vào bài thi của cậu ta. Món tay của học sinh kia chỉ vào một câu hỏi trong bài thi. Giáo viên Thúy Hoa viết lên bài thi của cậu ta câu trả lời đúng. Sau đó quay lại bục giảng. Không có chuyện gì xảy ra. Xem ra cậu học sinh đó có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Lại có học sinh giơ tay. Cậu ta vẫn chọn giáo viên Thúy Hoa có khuôn mặt tốt bụng. Cũng chọn giống câu hỏi với học sinh phía trước. Ánh mắt cậu ta lộ ra sự vui vẻ. Đã có người thử nghiệm trước, tôi nghĩ mình chỉ cần làm theo là được. Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra. Tôi thấy cô Thúy Hoa, sau khi xem xong câu hỏi trên bài thi, đã thay đổi, nắm lấy đầu của học sinh và đập xuống bàn. Không ngừng đập mạnh, cho đến khi đầu cậu ta nổ tung. Thật thảm, cô Thúy Hoa nói, tiếp tục làm bài thi. Lần nữa trở lại bục giảng, tôi xem bài thi của mình, lại nhìn lên bàn học sinh kia, bài kiểm tra đầy máu. Tôi hiểu ra rồi, câu hỏi và thứ tự trên bài kiểm tra của mỗi học sinh đều không giống nhau. Làm thế nào để có thể chọn đúng giáo viên? Dựa câu hỏi và giáo viên giám thị, phải có liên hệ gì đó. Tôi rốt cuộc nên chọn thế nào đây? Thời gian từ từ trôi qua, tôi luôn nhắc nhở bản thân đừng vội. Giáo viên giám thị trên bục giảng phải có liên quan đến câu hỏi kiểm tra. Chỉ cần biết mối liên hệ giữa cả hai là có thể trả lời đúng câu hỏi. Trong lớp học lại có một nữ sinh giơ tay lên. Cậu ấy chọn một giáo viên khác, giáo viên Trần. Cậu ấy không nói gì, chỉ vào một trong 3 câu hỏi trên bài thi. Chắc là cậu ấy chọn đúng rồi. Sau khi giáo viên Trần viết câu trả lời trên bài thi, liền quay lại bục giảng. Tôi ôm ngực để giảm bớt nhịp tim đang đập nhanh của mình. Sau đó lại có vài học sinh chọn giáo viên khác nhau. Một trong số đó đã thành công, nhưng cũng có học sinh phán đoán sai, bị giáo viên giám thị giết chết. Tôi thấy 3 giáo viên giám sát mỗi lần đi xuống
Viết xong câu trả lời cho học sinh thì liền trở lại vị trí ban đầu. Từ trái sang phải là giáo viên Trần, giáo viên Thúy Hoa, giáo viên Tâm Nguyên. Nếu từ trái sang phải có thể được coi là thứ tự, vậy câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi phán đoán, câu hỏi điền từ cũng theo thứ tự sao? Có phải là quan hệ tương ứng không? Có phải như vậy không? Thời gian từ từ trôi qua, đã có một số học sinh bắt đầu nộp bài. Rồi một giọng nói vang lên, tôi ghét màu đỏ. Giáo viên mặc quần áo gợi cảm trên bục giảng, nói với học sinh nộp bài trước mặt. Sắc mặt học sinh kia liền trắng bệch, muốn chạy trốn nhưng bị cô Tâm Nguyên bắt được. Lại tiếp tục đổ máu, lớp học lại có thêm một cái xác. Nộp xong bài kiểm tra, số học sinh rời đi nhiều hơn. Cũng có một số học sinh sợ hãi ngồi trước bàn học. Bọn họ tin vào quy tắc thi, dùng bút màu đỏ viết lên bài thi tên mình, số báo danh. Đầu của cậu ta liền bị thầy Trần dùng hai tay đập vỡ. Thầy nói, bài kiểm tra cấm viết ngoạch ngoạc thay đổi bừa bãi. Tôi xem thời gian thi, thời gian càng ngày càng cấp bách. Tôi giơ tay, chỉ vào giáo viên Thúy Hoa đang ở giữa bục giảng. Giáo viên Thúy Hoa đến trước mặt tôi, tim tôi đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh chảy ra từ trán. Ngón tay run rẩy chỉ vào câu hỏi ở giữa bài thi. Sắc mặt cô Thúy Hoa không thay đổi, viết câu trả lời cho tôi. Tôi mừng quá. Sau đó chỉ vào giáo viên Trần. Khi thầy ấy đến bên cạnh tôi chỉ tay vào câu hỏi đầu tiên. Nhịp tim của tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Nỗi sợ cái chết khiến toàn thân tôi bắt đầu run rẩy. Thầy Trần không ấn đầu tôi lên bàn học, mà rời đi sau khi viết câu trả lời lên bài thi. Trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Tôi không biết vị trí đứng của giáo viên tương ứng với thứ tự câu trả lời trong bài thi có đúng không. Nhưng bây giờ là câu hỏi cuối cùng, nên chỉ cần chọn giáo viên Tâm Nguyện là được rồi. Nhưng kết quả đúng là như vậy sao? Tôi chỉ về phía giáo viên Tâm Nguyên. Giáo viên Tâm Nguyên nhìn tôi. Quả nhiên là cô Tâm Nguyên viết ra câu trả lời xong liền nói, chúc mừng em có thể rời phòng thi, đến ký túc xá báo cáo. Giáo viên Thúy Hoa viết điểm lên bài thi của tôi. Sau khi nhìn điểm tuyệt đối trên bài thi, tôi đã hiểu ra sử dụng màu sắc tương phản để có được điểm số ẩn. Sau đó tôi rời khỏi lớp học, lại nghe thấy âm thanh phát ra trong lớp học. Đó là giọng của giáo viên Trần, sau đó là tiếng hét của học sinh. Hóa ra các giáo viên thích các màu sắc khác nhau. Tôi tăng tốc đi nhanh đến ký túc xá. Tôi được chỉ định vào phòng 401. Có một giọng nói truyền đến, xin hãy tuân thủ các quy tắc của ký túc xá. 1. Bên trong ký túc xá có một con quái vật, đừng bao giờ nói tên thật của bạn. 2. 10 giờ tối ra khỏi cửa ký túc xá, rẽ trái, đừng quay đầu nhìn lại. 3. Ký túc xá có 4 giường, nhưng chỉ có 3 người sống, người kia không phải là người. 4. Ký túc xá không được sử dụng thiết bị điện công suất cao. Kiểm tra giường lúc 9 giờ tối. 5. Có việc gì cần có thể tìm quản lý. Quản lý có thể tin tưởng, ở bên ông ta có thể an toàn. 6. Đóng chặt cửa sổ phòng. Trong học viện không có chim, ngoài ký túc xá cũng không có. 7. Không thể thảo luận về quy tắc trong ký túc xá. Tôi bước vào ký túc xá, đã có 3 học sinh vào trước. Họ đều là học sinh hoàn thành bài kiểm tra trước tôi. Sau khi giới thiệu với nhau, tôi đã biết tên của 3 người họ. Sở Du Du, Trần Đình Đình, Lý Giai Kỳ, chắc hẳn là đều là tên giả. Như vậy có thể lý giải, theo quy tắc thứ 3, một trong số bọn họ sẽ là quái vật. Vì vậy, chúng tôi hầu như không nói chuyện, đã sớm nằm trên giường chờ quản lý ký túc xá đến kiểm tra giường. Thời gian đã đến 8 giờ tối, bên ngoài cửa sổ đóng chặt đột nhiên vang lên tiếng va chạm, hình như có tiếng con gì đó vỗ cánh. Chắc là chim. Nhưng trong quy tắc nói trong và ngoài học viên không có chim. Ngoài cửa sổ sẽ là cái gì? Tiếng va đập vào cửa, hơn nửa tiếng mới từ từ dừng lại. Cái gì ngoài cửa sổ vậy? Sở Du không nhịn được mở miệng nói, có phải là chim không? Tôi lắc đầu nói, trong học viện không có chim. Giai Kỳ nói, tôi nghe thấy tiếng bước chân của quản lý rồi, có phải quản lý đến sớm quá không? Thời gian vẫn chưa đến 9 giờ mà. Tiếng bước chân dừng lại bên ngoài ký túc xá của chúng tôi, nhưng không có tiếng gõ cửa. Bốn chúng tôi mặt đối mặt nhau, hầu như tất cả đều sợ hãi. Lý Giai Kỳ hỏi, bên ngoài là ai vậy? Lúc này thật sự rất yên tĩnh, không có chút phản hồi nào. Ký túc xá rất yên tĩnh, tôi nghe thấy nhịp tim đập nhanh của mình. Đột nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân mới. Sau đó dừng lại trước ký túc xá, bên ngoài lại có một người. Đùng, 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 bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mở cửa, kiểm tra giường, bên ngoài có tiếng của người quản lý. Chúng tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Quản lý là một người đàn ông trung niên 40 tuổi. Ông ấy có cuồng thâm mắt rất đậm và kiểu tóc bóng râu. Ông ấy đi vào phòng ngủ, nhìn lướt qua rồi chuẩn bị rời đi. Tôi vội nói, thầy giáo, vừa nãy ngoài phòng còn có ai khác không ạ? Người quản lý quay đầu lại nhìn tôi và nói, nếu có thứ gì đó vừa đến, vậy thì đó không phải là người, mà là quái vật. Bốn người trong ký túc xá lập tức tái xanh mặt. Quản lý nói xong rời đi, còn phải kiểm tra phòng ngủ khác. Chúng tôi đều lên giường nằm, nhưng tôi không ngủ được.
Tôi không biết họ đã ngủ chưa. Đèn trong ký túc xá tắt lúc 10 giờ. Các cậu ngủ chưa? Đột nhiên âm thanh vang lên trong bóng tối. Trần Bình Bình nói, chưa ngủ. Chúng tôi đồng thanh nói rằng chúng tôi đều chưa ngủ được. Trong bóng tối, Trần Bình Bình nói, làm sao các cậu tới được học viện này? Sở Du Du nói, tôi nhận được thư thông báo màu đen. Sau khi đến, có một giọng nói với tôi, phải tuân thủ 7 quy tắc của ký túc xá mới an toàn. Tôi nói, tôi cũng vậy. Lý Gia Kỳ nói, xem ra mọi người đều nhận được thư thông báo màu đen. Chúng ta nhất định có thể thông qua 7 quy tắc này và sống sót. Hy vọng là thế. Nhanh ngủ đi. Tối nay còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hy vọng có thể bình an ngủ đến bình minh. Lúc này tôi cảm thấy ngứa ở cổ. Hình như có người đứng bên giường, thổi vào cổ của tôi. Tôi đột nhiên tỉnh dậy, đổ mồ hôi lạnh. Tại sao tôi lại ngủ? Nguy hiểm thế này, ngủ quên trong khi có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Bên giường có một bóng người đứng trong phòng và nhìn chằm chằm tôi. Ai sẽ đứng đó? Tôi khống chế cơ thể và tiếp tục giả vờ ngủ. Sau đó liếc nhìn bóng người đứng bên giường. Bên ngoài cửa sổ có ánh trăng yếu ớt chiếu vào. Thân hình hơi giống Lý Gia Kỳ, nhưng không thể nhìn rõ vẻ ngoài. Bóng người này đứng rất lâu. Đột nhiên người đó động đậy. Sau khi đi bộ hai bước trên sàn ký túc xá, liền đi về phía giường của Lý Gia Kỳ. Tôi thở ra một hơi thật sâu. Chẳng lẽ Lý Gia Kỳ chính là con quái vật đó sao? Tôi lén thò đầu ra để xem rõ hơn một chút. Tôi thấy Lý Gia Kỳ lúc này đang ở trên giường của cậu ấy. Vậy cái bóng đen đó rốt cuộc là gì? Bóng đen kia trèo lên giường của Lý Gia Kỳ, sau đó từ từ nằm xuống sau lưng cậu ấy. Tôi liền đổ mồ hôi lạnh. Nếu tôi không thức dậy, cái bóng kia có phải đang bò lên giường tôi rồi không? Ngủ với tôi. Tôi rất sợ hãi. Tôi không hiểu. Chúng tôi luôn cảnh giác. Sao lại đột nhiên ngủ thiếp đi? Phía giường của Trần Đình Đình truyền đến tiếng ngủ say. Nếu là như vậy thì Sở Du Du chính là quái vật sao? Sau khi thức dậy tôi không dám ngủ nữa. Cái bóng đen kia vẫn luôn nằm bên cạnh Lý Gia Kỳ. Trong ký túc xá không có nhà vệ sinh. Để đi vệ sinh, phải đến nhà vệ sinh công cộng bên trái hành lang. Lúc này Trần Đình Đình hẳn là đã tỉnh rồi. Cậu ấy từ từ ngồi dậy. Tôi thấy cậu ấy ngồi dậy. Sau đó, bước xuống giường và đi về phía tôi. Tim của tôi đập nhanh hơn. Trần Đình Đình có phải cũng là quái vật không? Tôi không dám động đậy. Tôi biết vào lúc này, tôi nhất định phải giữ tỉnh táo. Tôi chỉ có thể cắn răng, sợ hãi nhìn Trần Đình Đình, đi từng chút một đến bên giường tôi. Tiểu Vi, dậy đi. Đi cùng tôi đến nhà vệ sinh được không? Tôi đi một mình có chút sợ. Trần Đình Đình dùng tay vỗ nhẹ giường của tôi, dọa tôi sợ đến nỗi nổi da gà. Tôi không dám động đậy cũng không dám quay lại. Nhìn thấy tôi không có phản ứng, cậu ấy bỏ cuộc, đi đến cửa ký túc xá và nói, rẽ trái, đừng quay đầu lại. Sau đó cậu ta mở cửa phòng và rời đi. Trong lòng tôi nghĩ, chẳng lẽ không thể nhịn hoặc giải quyết trên giường sao? Quy tắc nhắc rẽ trái và đừng nhìn lại gần như đã nói rõ là bên ngoài ký túc xá nguy hiểm. Lúc này phía đối diện đột nhiên chuyển tới tiếng đứng dậy. Tôi chỉ chú ý Trần Đình Đình. Không biết từ khi nào, bóng đen trên giường Lý Gia Kỳ đã rời đi. Giờ nó đang tiến về phía tôi. Tôi nín thở, cử động cơ thể, cố ý phát ra động tĩnh. Cái bóng màu đen đó đã dừng lại. Có vẻ như tôi đã đúng. Nếu còn thức, con quái vật sẽ không đến gần tôi. Bóng đen kia sau khi dừng lại một lúc, liền mở cửa và bỏ đi. Ký túc xá chỉ còn tôi và Lý Gia Kỳ không có động tĩnh. Cũng không biết Lý Gia Kỳ bây giờ thế nào rồi. Nửa tiếng sau, hành lang truyền đến tiếng hét của Trần Đình Đình. Cậu ấy hẳn là đang gặp nguy hiểm. Sau khi tiếng hét vang lên, toàn bộ ký túc xá rơi vào yên tĩnh. Sinh viên trong ký túc xá chắc là đều nghĩ về quy tắc. Tôi không dám ngủ cho đến bình minh. Trần Đình Đình và bóng người đó không trở lại nữa. Tôi ngửi thấy một mùi máu nồng nặc. Tôi nhìn về phía Lý Gia Kỳ. Trời sáng mới phát hiện Lý Gia Kỳ đã bị giết. Cơ thể bị tách rời. Tôi lập tức sợ hãi. Tôi có thể sống sót, có lẽ là vì tỉnh dậy kịp thời, vượt qua toàn bộ và không vi phạm quy tắc. Trần Bình Bình gặp nguy hiểm bên ngoài. Cậu ấy đã bỏ qua bẫy của quy tắc, rẽ trái ra khỏi cửa, không quay lại. Nhưng cậu ta đi vệ sinh xong, hướng quay lại sẽ là bên phải. Tương đương với quay lại rồi. Sau khi tôi rời khỏi ký túc xá, không thể chờ chết. Tôi phải tận dụng ban ngày để tìm 5 quy tắc còn lại. Nếu không trải qua 7 quy tắc vào ban ngày, tối nay tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tìm kiếm quy tắc sẽ dễ dàng hơn, nhưng làm sao để sống mới là khó khăn nhất. Bụng đói rồi, tôi đi đến cửa nhà ăn. Tôi nhìn thấy quy tắc ở cửa nhà ăn. Thứ nhất, hai người được phép ăn cùng nhau tại bàn ăn, nhưng không được gây ồn ào. Thứ hai, trong nhà ăn không cung cấp bún ốc và trứng gà. Thứ ba, nhân viên trong nhà ăn là người cầm điếc, đừng chào hỏi với bọn họ. Thứ tư, thời gian dùng bữa chỉ có nửa tiếng. Thứ năm, trong nhà ăn không được mang đồ ăn về. Thứ sáu, từ chối lãng phí thức ăn. Thứ bảy, không được mang bóng rổ vào nhà ăn. Quy tắc có vẻ không nguy hiểm. Tôi vào nhà ăn và tìm một chỗ ngồi. Lúc đang nghĩ làm thế nào để gọi đồ ăn,
thì có bạn học khác bước vào. Có một bạn học ngồi đối diện tôi. Đầu bếp, cho cháu một phần cổ vịt. Cảm ơn. Một bạn học nữ nói chuyện với nhân viên nhà ăn. Tôi cúi đầu không dám nhìn chuyện xảy ra tiếp theo. Nhân viên nhà ăn ngẩng đầu nhìn chằm chằm bạn học nữ một lát. Sau đó anh ta lấy vũ khí và lao vào bạn học kia. Không có động tĩnh nữa. Quy tắc 3 nói đừng chào hỏi với nhân viên. Gọi món cũng là chào hỏi. Tôi nhìn thấy trên bàn ăn có một cuốn sổ ghi chép, nhưng không có bút. Nhìn thấy, chỗ nữ sinh vừa rồi nằm. Hình như tôi biết cách gọi món rồi. Tôi lấy tay dính máu của bạn học nữ, viết tên món ăn vào sổ ghi chép, đưa cho nhân viên nhà ăn. Sau khi nhân viên đưa cho tôi một bát mì, tôi quay lại chỗ ngồi, phát hiện trong bát ngoài mì ra còn có một của trứng gà. Lúc này tôi lập tức sợ hãi. Quy tắc 2, nhà ăn không cung cấp bún ốc và trứng gà. Vậy của trứng này từ đâu ra? Bây giờ tôi đã vi phạm quy tắc rồi sao? Lúc này tôi nhìn quả trứng trong bát. Quy tắc số 2, không có trứng. Nếu không ăn lại vi phạm điều 6, lãng phí thức ăn. Tôi phải làm gì đây? Thời gian ăn chỉ có nửa tiếng. Dù sao cũng chết vậy thì ăn hết mì đi và để lại trứng. Tôi nhìn quả trứng, tôi do dự không biết có nên ăn nó không. Lúc này trong nhà ăn hình như lại có người vi phạm quy tắc. Không biết người đó vi phạm điều gì, chỉ thấy người đó ngồi một mình, toàn thân thể đã bị nổ tung. Sau đó lần lượt lại có bạn học bị nổ tung, máu rơi như tuyết. Tôi nhớ ra quy tắc 1. Hai người được phép ăn cùng nhau tại bàn ăn. Các bạn học không có người ăn cùng, đều bị nổ tung. Tôi và học sinh đối diện nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy may mắn. Không ngờ trong quy tắc này còn có bẫy. Nhưng trong nhà ăn không được gây ồn nào, nên chúng tôi đều không nói chuyện. Tôi nhìn xung quanh, hóa ra không chỉ mình tôi gặp phải chuyện này. Trong bát những người còn lại cũng có thêm một quả trứng. Tất cả họ chắc đều biết quy tắc nhà ăn không cung cấp trứng, nên không ai dám ăn. Có một bạn học ăn cơm xong cầm lấy trứng chuẩn bị mang đi. Cậu ta chắc là nghĩ mang đi thì sẽ không lãng phí. Chúng tôi đều hồi hộp nhìn cậu ta. Cậu ta chưa chạy được vài bước, toàn thân đã nổ tung ngay tại chỗ. Quy tắc 5, trong nhà ăn không được mang đồ ăn về. Rất rõ ràng rằng lấy trứng mang đi cũng không được. Hầu như không ai ở đây nói chuyện, đều đang nghĩ cách giải quyết. Lại có một bạn học toàn thân nổ tung. Tôi nhớ người này đã đến đây trước tôi, chắc là hơn nửa giờ rồi. Đã vi phạm quy tắc thứ 4. Bầu không khí trong nhà ăn rất ma quái. Có một bạn học ném trứng vào bát của bạn học đối diện, sau đó nhanh chóng trốn thoát. Cậu ta đã chạy ra ngoài nhà ăn mà không bị nổ tung. Bạn học đối diện tức giận mắng, đột nhiên toàn thân nổ tung. Lúc này chỉ còn hai chúng tôi, nhìn chằm chằm vào đối phương, đều muốn bắt trước bạn học vừa an toàn rời đi, nhưng lại sợ đối phương làm trước. Lúc này tôi mới thấy người đối diện cao hơn tôi, và đó là nam. Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi. Tim tôi trở nên lạnh lẽo. Lẽ nào trông tôi yếu ớt thế sao? Sau đó cậu ta lấy trứng và cho vào bát của tôi. Tôi không dám phát ra âm thanh, cứ để cậu ta bỏ trứng vào bát tôi. Sau khi cậu ta rời đi, phòng ăn chỉ còn mình tôi nhìn hai quả trứng trong bát. Xem thời gian không còn nhiều nữa. Lúc này, bên ngoài nhà ăn lại có tiếng hét. Tất cả đều nổ tung. Chuyện gì vậy? Lúc này tôi nghĩ, trứng cũng có thể là cái bẫy trong nhà ăn. Quy tắc 2, không có bún ốc và trứng trong nhà ăn. Có thể là không cung cấp cùng nhau. Điều đó giải thích tại sao trứng lại xuất hiện trong bát. Nhưng không ăn trứng là vi phạm điều 6. Lãng phí thức ăn, chỉ còn rất ít thời gian. Tôi liền nhanh chóng ăn trứng của mình. Sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi nhà ăn. Nhìn thấy vũng máu ở cửa, tôi rất sợ hãi. Lúc này, trước mặt tôi bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen quen thuộc. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV. Bấm cái chuông để đón chờ tập mới.